Chương 2. Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: "Người biểu chi, hãy vâng theo cả." Vả, tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng: "Hãy đổ nước đầy những ché này." Thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: "Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc." Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Vả, người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: "Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta đã uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ." Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến. Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu, và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng: "Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán." Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: "Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nước tôi." Các người Giuđa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: "Thầy làm như vậy thì chúng tôi xem thấy phép lạ chi?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Giuđa lại nói: "Người xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dừng lại trong 3 ngày." Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có lời nói đó, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đương lúc Ngài ở thành Jerusalem để giữ lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta.